What's up, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Lê Anh Tuấn Official của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về chủ đề môi trường. Vấn đề môi trường là một trong những cái vấn đề đang được rất quan tâm tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là hai giải pháp về môi trường đang được áp dụng tại Hà Lan và Philippines mà nhận được rất nhiều sự ủng hộ đến từ mọi người. Và hệ thống đầu tiên mà mình muốn đề cập đến đó là hệ thống tấm lưới bong bóng được thực hiện tại Hà Lan. Với hệ thống này thì nó sẽ với mục đích đó là thiết kế tạo ra một cái hệ thống tạo sục bong bóng giữa sông và giữa biển. Thì nó sẽ, khi mà bong bóng được sục lên á, thì nó sẽ giúp cho cái việc là những cái rác thải mà từ ở sông đổ ra biển nó sẽ được trồi lên và nó sẽ giúp cho mình có thể dễ dàng để có thể thu nhặt cái hệ thống đó, thu nhặt rác thải. Đồng thời nữa thì nó được cái hệ thống mà lọc bong bóng này, thực ra nó bản chất của nó là được sử dụng trước đây rất là nhiều đối với những cái việc như những cái vụ tràn dầu, thì người ta thường là người ta sử dụng cái hệ thống màng lọc bong bóng để có thể tạo vây quanh cái khu vực mà tràn dầu á, thì khi mà bong bóng nó sụt lên á thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống dầu á nó sẽ bị gom lại tại một khu vực đó. Thì bây giờ người ta áp dụng tại Hà Lan bằng cách là người ta tạo một cái màng lọc bong bóng này, thì rác thải từ ở sông ngòi, rác thải sinh hoạt khi mà nó chảy ra chuẩn bị ra biển, thì hệ thống màng lọc bong bóng này sẽ có trách nhiệm đó là nó sẽ tạo lớp bong bóng, tạo lên một cái lớp lưới ngăn để cho rác thải không chảy ra biển, mà nó cũng không có ảnh hưởng gì đối với lại cái hệ thống tàu thuyền cũng như là hệ thống các sinh vật như cá, tôm, cua này. Và giải pháp thứ hai đang được thực hiện tại Philippines đó là giải pháp đổi 2kg rác thải bằng 1kg gạo. Nó được thực hiện tại một ngôi làng ở Philippines và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng ở đây cũng như là sự ủng hộ của truyền thông. Và với giải pháp này, nó khuyến khích cho những người dân sống tại khu vực ngôi làng có đi thu gom rác và để có thể đổi lấy gạo. Nó vừa là một giải pháp giúp cho bữa ăn của các gia đình của trong ngôi làng trở nên tiết kiệm hơn, cũng như là giúp cho bảo vệ môi trường và giúp cho tạo một cái thói quen sinh hoạt tốt cho những cư dân của ngôi làng cũng như là cho những thế hệ trẻ. Và đó là hai giải pháp bảo vệ môi trường đang được áp dụng tại Hà Lan và Philippines mà mình nghĩ cực kỳ hay và thú vị mà chúng ta có thể áp dụng tại Việt Nam. Vậy theo các bạn, chúng ta có thực sự nên áp dụng những giải pháp giống như vậy tại Việt Nam để giúp cho bảo vệ môi trường một cách tốt hơn hay không? Và nếu mà áp dụng tại Việt Nam thì theo bạn đâu sẽ là nơi đầu tiên nên được áp dụng những giải pháp này? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog hôm nay của mình, Lê Anh Tuấn Official, và hy vọng là các bạn sẽ thích những vlog của mình trong thời gian tới để có thể chia sẻ cho các bạn thêm nhiều những cái trải nghiệm cũng như là nhiều những cái kiến thức mới mỗi ngày mà mình học được. Và hẹn gặp lại các bạn trong vlog tiếp theo, và nhớ like và subscribe cho kênh channel của mình nha. Bye bye.